đúng rồi, thầy có quyền đỡ, thầy có quyền đỡ, thầy hiểu không? Nhưng mà trong võ thuật đây như sao? Dạ đúng rồi, gạt cái này đốt không làm gì cũng nó đốt luôn, đó là việc của mình. Xem như mình vương thì chặt cái này là chặt cái người vô đây, thầy có quyền chặt cái thầy khá là này, thì cái phần trên một phần trong thì cái đầu tay nó sẽ đi vào, dễ hiểu không? Nhưng mà ở đây mình chỉ nói hai đòn thôi, là một đòn phá và một đòn phản, để cho nó dễ tập. Bây giờ mình nối nhiều quá nó rối rồi. Cảm ơn thầy nha. Thầy định.